Xin chào các bạn nhé. Hôm nay máy công nghiệp Thanh Hưng xin giới thiệu với các bạn một cái máy trộn nằm ngang, máy trộn bột hai trục ngang. Đây là một cái máy trộn khách hàng đặt ở bên chúng tôi dùng để trộn bột mì, làm mì căn, để chế biến các cái thực phẩm chay như là giò chả chay. Máy này thì sẽ có kích thước của cái thùng trộn là 700 nhân với lại 1200 nhân với lại 750. Kích thước phủ bì của máy là 750 nhân với lại 1800 và nhân với lại 1300. Máy này thì sẽ được làm hoàn toàn bằng inox 304, không han gì xét để đảm bảo 100% vệ sinh an toàn thực phẩm. Cái trục của cái cánh trộn này sẽ là trục inox đặc, cây inox đặc, inox 304, và sẽ được gia cố ở hai bên đầu hồi. Hai bên đầu hồi của cái thùng trộn này thì cũng sẽ được làm bằng inox 304 dày đến 5 ly và gia cố thêm 4 cái miếng ở cái đầu của 4 cái trục trộn này là inox 304 dày 10 ly để tạo cái độ chắc khỏe cứng cho cái máy trộn này. Máy này thì sẽ sử dụng tới hai con motor, mỗi một con motor sử dụng cho một cái cánh trộn riêng biệt. Và cái motor ở đây chúng tôi sử dụng là motor 5HP. Các bạn máy chạy rất là êm, không có rung lắc, chắc khỏe. Nếu như các bạn có nhu cầu đặt mua các cái loại máy trộn bột hai trục, máy trộn bột nằm ngang, máy rửa bột để làm mì căn, thì các bạn cứ liên hệ với lại máy công nghiệp Thanh Hưng chúng tôi qua số điện thoại 0918889768 hoặc là số 0908312438, hoặc là các bạn có thể đến trực tiếp tại xưởng sản xuất của máy công nghiệp Thanh Hưng, địa chỉ tại 163/8 Phạm Đăng Giảng, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Trên video các bạn đang xem đây là chúng tôi test thử 25 kg bột mì. Khách hàng vào trực tiếp ở trong xưởng chúng tôi để test máy cũng như là nghiệm thu máy. Máy này thì có thể trộn được từ 10 đến 15 bao bột mì, mỗi một bao bột mì thì sẽ là 25 kg. Các bạn thấy là trộn một lúc thì anh sẽ cho cái bột này nó nghỉ khoảng độ 15-20 phút, sau đó thì sẽ bơm nước vào để rửa bột. Rửa hai lần nước thì sẽ ra căn để làm thực phẩm chay. Bây giờ là cho nước vào, vì cái lượng bột mì ấy nó ít quá, anh nói là có 25 kg thôi, ít quá thì nó chỉ dính hai cái cánh trộn này ấy, nó không được bao nhiêu cả. Còn về ấy là anh sẽ trộn 250 kg đến 350 kg thì nó sẽ đầy lên trên hai cái cánh trộn này. Và đây là thành quả nha các bạn. Sau khi mà để cho lấy bột ra và cho bột nghỉ thì sản phẩm đây ạ. Nếu như các bạn có nhu cầu đặt mua thì các bạn cứ liên hệ với lại máy của người Thanh Hưng chúng tôi để nhận được giá rẻ trực tiếp tại xưởng ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi và hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.